Sôm chấm điệp xua Prayamit nâng sôm xua cố mở càng cảm vị thị Hello We Are A sau đây bị sật rơi nâng phiếp trên nẹ đặc nồm. Xâm rạp khai mịn niên ní, niên khá nhóm bà đang chơi miền khám mân mùi rú cư nẹ sợi anh chẳng đi. Nhiều dạy ca ông ca chén đớ nâng áp hiếp vót đồng bay Campuchia. Nẹ sợi ba nâng cầm phong khá chia sật rơi mà nẹ chua chùm rôn áo sật rơi nâng cục má miền áo ca chô rùm nâng khá nông sẵn cốm càng tạch ra ơn. Đồng bây ao chùm nguồn sạch rây khá lai chì nẹ được nôm cân tạch chả ơn. Tụ bây chùm miên ô bật sạch nhàng nào cả đáo có nẹ sạch rây anh chẳng đi. Nơi tai mình bỏ bọn cả nghe môi nịt lòi. Bên ní niên khá nhóm thị đà viến miên kê tà dùa. Ban xâm phía nẹ sạch rây anh chẳng đi. Ông bây đầm náy nơi phía chì nẹ được nôm rộng bọn nẹ sạch rây. Cà tổ xú hiên bà cho múc chùm mùi ô bật sạch. Có đôi chùm mê riêng khá khá lạ. Đây là sợi nâng chạy đồng lệ chùm mùi bây giờ mà đẹp sẽ đạp nơi khu nông cảm vị thi Hello VOA. Sợi đây bị sợi nâng phiếp trên nẹ đặng nôn được thằng ngày nì. Xôm chùm riêng xua nẹ sợi anh chẳng đi chà. Chà xôm chùm riêng xua. Chà xôm ạc con đai nẹ sợi bàn và đòi bê về lia đòi VOA. Chia đồng bốn xôm nẹ sợi nè nôm khu luôn mần tách tẹn tôn tân nâng bảo vọt rộng bò nẹ sợi. Ông bình sẽ thàn ạp hiệp cửa xa, cả ập rung, cả nghe cả lòng mốc. Rồi hôn mặt đòi cả nghe đai nẹ sợi bàn cầm bông bầm ra nè bê bà chạy bòn đi chà. Nhóm rịp ca hơi, cả vì chân nằm bì bò ăn đập bầm bấy. Hai cái nhóm mình con bò mà nè, à dụ bây chân nằm à lời ní. Cái nhóm ca nơi khát gần đá, mà đại ở bộ cái nhóm cư sạch tình nè khát gần đá thằng ơ. Nơi sạch bộ bú, bàn tay bà tòa bì qua rịp ca hơi qua từ nơi cầm bông xào. Nhóm hiến chập thằng thì đọc bì nơi cầm bông xào mà hai bê thằng thì đọc bì nâng á. Khủ gọt hẹp thay dương ai đã hà rục co bàn bầy. Chẳng bê đầy đã hà rục co nâng cư nhóm mưa lại thông chung mùa nào vậy được nhóm chẳng. Hai ạ thì phiếp tình mùi được nhóm đã nâng cư vì chạm đất chẳng hiến này bẹt. Đói xa tầm mặt đai nhóm tăng bị tui mau mòn. Quát chẳng ai bụng nhóm nâng khá chế bẹt. Mình là kì mà nẹ nâng nông bóng ôn bỏ dương nâng khá chế bẹt chẳng hay chẳng chung cất thà. Nhưng mà thua đây sẽ máy mạng bạc khá chế cao bật chẳng có đại hà rục co bẹt tờ. Đó là tập bê nhóm chọc bạn đốc nhóm bàn đi thể bì. Chẳng bê đại bàn đi thể bì hay bàn hà rục co chụp bạp tiệt. Ở bàn hà rục co bẹt đây đời xa ta kì mi bọc nhóm nâng bàn đi thể hiển tiệp. Đến chẳng tới ở bàn hà rục co bẹt đang dùng sài ơi sài. Tại mà đợt mấy có mẹ rõm tha. Bàn hà rục co chụp bạp có ai ở riêng bàn đài. Chẳng nhóm có làm một nông bánh hay bàn hà rục co nơi ăn thì về sạc thàn và học sài phong. Chẳng từng flay sạc nơi từng flay FCMC nâng cứ tự bàn kia chạy nhau tặng ơ. Chẳng xong mà riêng nơi sẽ là chấp bạp nâng. Buồn chứ nắm này chấp bạp chịp xa khám ai hà rục có. Hay xong có bàn riêng chấp bạp chịp xa ổng lý phong đài. Bê lại khi nhóm riêng chạp chứ nắm bì bọn đọc bấy. Khi nhóm anh hà rục có cái hạt fellowship program. Ta mà dạ bụt thi hạp xe hay nâng sẽ là bộ đồn khó lịch nơi ruột mền. Nơi xa ruột ảm rịch. Chẳng xong anh đã riêng nơi nụ hay bấm bọn thêm đại tôn chú mùi nó bì xa ổng lý có đôi chìa phần gender. Bây đặc nhóm tới hiến nâng nóng tư bản chóm đăng bò ràm yên chờn khá lạc mạnh tên đã tôn chú mùi nâng hướng ca nghi hướng gender, hướng movement mình thay cho là nào rồi bỏ mình nữ. Sau đây bị xa một hiệp gender ấy chỉ đám á. Còn đặc biệt là nơi sọc khám ai nâng cực chóm ban bà lục nâng hướng nâng chờn này phù ông ca UN Women. Khi hai thay ông ca sạp chế chết đồng bởi sự trái nâng còn ban chôm mập tế cảm chí lực tìm mũi chân nằm bị bọn đọc. Nơi bây đã qua chôm mũi chân nằm bị bọn đọc nâng chôm ban chô rùm chùm náy thuê chế sự trái vây khám mênh. Bạn đang sự trái vây khám mênh bởi ông ca UN Women. Hai ông ca UN Women chân nằm bị bọn đọc nâng còn ban chọc phụ khí nhóm. Chùm mũi nâng ông ca mũi đã phụ khí nhóm đạt chùm cục bông thuê ca mũi rõ thằng ngày nâng cư ông ca gender nâng bị bọn đọc bây cảm chí thằng ai đã hai cắt thằng kẹt xì chân chùm còn ban thuê ca nghe smart chất chùm mũi phụ quạt nâng chả hơn mình tên. Tại nó bây đạt chùm thuê ca từ khí nhóm đăng tha. Nhóm hiện sở lãnh đã tôn cho mùi nâng hướng ca nghe nâng không ông ca cùng sự vật trả ơn. Chẳng bây đặc trong trọng fellowship nơi ẩm rạch hơi. Nhóm ban ở cả internship mà đón tiết nơi Washington DC. Chủ mùi nâng ông ca ông trả chiến mùi cho mùi ông ca Jazz. Ông ca Jazz nâng cứ quạt thua ca đã tôn cho mùi nâng feminist trả ơn mình tên. Hay là nâng có ban thua nhóm nâng mơ khơi đã tôn cho mùi nâng ở vấy để dương riêng phía là riêng vô mà ăn vọt chạy sẽ đành. Vì phủ dương riêng chỉ lạc đã tư đây hay nơi sở lạ. Hay đã tôn một phần gender rồi có thể tôn cho mùi nâng hướng sau một hiệp gender ấy nâng nơi sở lạ riêng nơi sở ẩm rạch nâng hay đọc bê cho mang thua intern internal sao làm được được kia. Chẳng phải đặt trong intern nó cực trong vô cái hai thằng từ đấy đâu mà ăn vặt to là nó khang khéo. Phải đặt vô mà ăn vặt to là khang khéo. Nhưng khi thay trong sản lãnh đã tôi chỉ một đặc biệt một cái thôi càng nghĩa có tập lập máu với máu đó trong bản thân không ai với chín năm people one đọc bay những trong chín năm trong các bạn đã bị thôi càng nghĩa bệnh máu chỉ mùi nâng ong ca giờ đơn ngày vào đặc bay Campuchia. Chẳng phải đặt trong thôi ca chỉ mùi nâng ong ca gẹt xì nâng trong can tuần thì chỉ mình tay cầm thì thôi ca ban và hai chia bẩm bắt khai trong chập đam chập rắm khi thay clone ai nâng nước khoác bảo vệ sau trong ca thôi càng nghĩa nước chia ra khăng mình tên hai trang từ tuần bạn bảo vì sao lại ban chia ra chỉ năng thèm tiệt tại ở đang thầm bệnh miền rõ muối và bạn không ca thôi ca nghe chỉ muối nắng bỏ ra miền này thè mệt bỏ ra được không sạp ban tệ cứ bỏ ra được hàng cài gấp mình ra cài sạp ban rồi có ông ca đây cũng bẹp con rồi có cái hàng thè thằng kẹt bên phía dưới này để dùng thôi ca chỉ muối nước không ông ca bao dương ấy xem được hàng cài nắng chẳng khi ông có ban đã bị thôi ca nghe nơi thấy này chui nhẹ đại quạt sống sật cho cao nó bắt tay buổi tiết bàn tay cho lòng cảm bảo vì sao đây bị ca lộn viêm play pet được cái chị đam chẳng hay chia riêng lọ muối đá nó bên nước khi ông có đại hào được co chuột hàng này
នុបណ្ឌិតតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនៅប្រទេសថៃនឹងដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ទៅរៀននៅថៃផងហើយធ្វើការផងក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងរៀនចប់ឆ្នាំ2017ត្រឡប់មកវិញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើការនៅស្រុកក្រៅទៀតទេខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅខ្មែរវិញហើយពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការនៅអង្គការ Galaxy នឹងដដែលហើយខ្ញុំត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្ញុំអាចធ្វើការមួយសហគមន៍បានឯនៅពេលឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំកាន់ទូនីតិដដែលប្រាក់ខែដដែលរូបភាពដដែលនៃការធ្វើការងារហ្នឹងដោយកាលពេលមុនខ្ញុំចេញទៅកាលពេលឆ្នាំ2015ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ទទួលបាននៅផលវិបាកច្រើនដែរតែខ្ញុំធ្វើបុគ្គលបានកន្លះឆ្នាំទេ2017ហ្នឹងដាច់ឆ្នាំទៅខ្ញុំក៏បានត្រូវបានអង្គការដំឡើងឲ្យទៅជាប្រធានគណៈកម្មាធិការធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបានមួយឆ្នាំខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គេហៅថា Senior Manager បានមួយឆ្នាំក្រោយមកក៏ត្រូវបានដំឡើងខ្លាយទៅជាគេហៅថានាយិការងហើយបន្ទាប់ពីនាយិការងនឹងមកបានមួយឆ្នាំក្រោយគឺខ្ញុំខ្លាយទៅជានាយិកាតាំងពីចុងឆ្នាំ2021ខែ10រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមការរៀបរាប់ខាងលើរបស់អ្នកស្រីយើងពិតជាឃើញថាក្តីសម័យរបស់អ្នកស្រីនឹងចង់ខ្លាយជាវិជ្ជបណ្ឌិតទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបែរជាមកចាប់យកបម្រើការងារខាងសង្គមផ្នែក Gender ទៅវិញនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងចាប់យកការងារមួយនេះចា៎ខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរនេះផ្អែកទៅលើកត្តា2កត្តាទី1គឺកត្តាផ្ទាល់ខ្លួននិងកត្តាទី2កត្តាតាក់ទងជាមួយនឹងភាពខាងក្រៅតាក់ទងជាមួយនឹងការងាររបស់យើងនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគឺចង់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រួសារដោយសារតែឪពុករបស់ខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជំរុញតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាអប់រំខ្លាំងមែនទែនពេលដែលខ្ញុំនៅពីក្មេងគាត់តែនឹងនិយាយថាពេលគាត់ដើរគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានកង់ជិះហើយពេលគាត់មានកង់ជិះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានម៉ូតូហើយពេលដែលគាត់មានម៉ូតូគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានឡានជិះពេលគាត់មានឡានជិះគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំហោះហើរទៅឲ្យឆ្ងាយទៅកន្លែងណាខ្ញុំចង់ទៅអាចទៅបានណាអញ្ចឹងក៏គាត់ប្រាប់ខ្ញុំទៀតថាបើកូនឯងចង់ហោះហើរចង់ទៅឆ្ងាយទាំងអីគឺថាតែកូនឯងខំរៀនហើយគាត់មិនមែនប្រាប់តែខ្ញុំទេគឺប្រាប់បងប្អូនមកខ្ញុំទាំងអស់គ្រប់គ្នាទាំងប្រុសទាំងស្រីនឹងហើយម្ដាយរបស់ខ្ញុំវិញដោយសារគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនបានខ្ពស់គាត់ដែរនិយាយថាការងារក្នុងផ្ទះហ្នឹងណានាងកូនស្រីត្រូវចេះធ្វើចេះធ្វើចេះធ្វើចេះកូនប្រុសត្រូវចេះធ្វើចេះធ្វើចេះអញ្ចឹងខ្ញុំធំធាត់ឡើងនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមើលឃើញថាទូនីតិនិងកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់មិនមែនមានន័យថាស្រីត្រូវធ្វើនេះប្រុសត្រូវធ្វើនោះទេមិនមែនថាស្រីត្រូវរៀនបានទៀតប្រុសត្រូវរៀនបានខ្ពស់ទេអញ្ចឹងគេហៅថាភាពជាអ្នកដឹកនាំពីក្នុងខ្លួនឲ្យមានភាពស្មើភាពគ្នានឹងគឺមានតាំងពីក្នុងផ្ទះខ្ញុំមកម៉េចអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចេញនៅខាងក្រៅម្ដងខ្ញុំតែងតែឃើញមនុស្សប្រុសមួយចំនួនគាត់អត់កាន់កូនគាត់ដើរម្នាក់ឯងស្ត្រីនោះកាន់កូនផងដើរទិញម្ហូបផងហត់ពេញនឹងហើយនៅតែម្ដងផ្ទះធ្វើម្ហូបធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំឃើញរូបភាពរបៀបហ្នឹងខ្ញុំក៏មើលឃើញថាអាទាំងអស់ហ្នឹងឯងសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធតាក់ទងជាមួយនឹងទូនីតិ gender ទាំងអស់ចុះប្រសិនបើសង្គមមួយដែលដូចក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងឪពុកនិងម្ដាយសុទ្ធតែយល់តាក់ទងជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីឬក៏ឲ្យស្ត្រីនឹងមានភាពស្មើគ្នាជាមួយបុរសតើសង្គមមិនទៅជាល្អប៉ុណ្ណានឹងមិនមានអំពើហិង្សាប៉ុណ្ណាដល់ពេលផ្នែកខាងក្រៅវិញខ្ញុំមើលឃើញថាសូម្បីតែអាហារូបករណ៍របស់ខ្ញុំមកក៏ជាផ្នែកមួយនៃការតស៊ូមតិជាច្រើនរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសម័យកាលនោះដែរព្រោះសូម្បីអាហារូបករណ៍របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំធិកយកពាក្យថាអតិភិបសម្រាប់ស្ត្រីអញ្ចឹងសួរថាតើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសរបស់យើងនីមួយៗកើតឡើងវាចេញមកគឺគេដាក់អតិភិបសម្រាប់ស្ត្រីអញ្ចឹងតែម្ដងវាអត់មែនទេទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការចេញពីការតស៊ូមតិដែលធ្វើការជាមួយគ្នារវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគូពាក់ព័ន្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងរៀងច្រើនក្នុងការតស៊ូមតិឬក៏ដូចជាជំរុញឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនឹងរៀងកាន់តែច្រើនឡើងអញ្ចឹងបើសួរខ្ញុំតែម្ដងថាកត្តាអីអាចជំរុញខ្ញុំអញ្ចឹងវាកត្តាហ្នឹងទាំងពីរហ្នឹងផ្សំគ្នាតាំងពីជីវភាពរស់នៅរបស់យើងអ្វីដែលយើងធំធាត់មកមើលឃើញហើយនឹងកត្តានៅខាងក្រៅដែលយើងមើលឃើញថាភាពមិនស្មើភាពគ្នានឹងវាបង្កឲ្យទៅជាអំពើហិង្សាហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនឹងទៀតរួចវាជំរុញចិត្តខ្ញុំខ្លាំងមែនតើឲ្យខ្ញុំធ្វើការងារតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសមភាព gender រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលមានអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីជាវាគ្មិនអ្នកស្រីគឺជានាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA ចាយើងដឹងហើយថាការបម្រើការងារលើផ្នែក Gender ត្រូវតែមានការតស៊ូអត់ធ្មត់និងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនហើយដូច្នេះតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅនៅលើវិថីការងារមួយនេះចា
ca nghe môi ná có chụp đã tôi với phát vị bà ở đây trong chưa tha tụ bây trên nạn đại pra cầm lãng cai rồi còn nạn đại pra cầm nạn bình nha rồi còn nạn đại thua ca đã tôi chúng mới sợ mà nữ nâng cư sợ tạm biệt phát vị bà thằng ốc còn đập phát vị bà bị xem xe khi nha trong trăm tha nơi bê đặc trong thua tu này ti chìa một trái cam bị thí rồi có bà thiên cam bị thí nơi khăn phát này mùi này ông ca ghét xí nhưng từ tôi bán phát vị bà cầm nạn mà chân luôn là bê trong can tu này ti chìa nê chì ca mình nên tha chì nạn đại mơ tha bán tiàng mùl cổ cổ mà nó chì chả ấn dương từ tôi bán nơi cái hai tha phía bị bà chì chả ấn xem xe tiền đại dương bán khơi bạn ta ở bức xạ tầng ốc nâng vì ốc nha nơi ca tăng chất bà dương hay nâng ca chui chùm rồi vì kháng cây nâng kháng khăn tôi với nhỉ chùm lực của tì hò mũi thà nơi bê đại dương thua ca to xuống một tệ mùi bạn ta ca to xuống một tệ mùi nâng bay thì trời ban kì dốt với một chút chùm mùi nâng bánh hàng dụ bay cho mình và tôi bay chỉ dương thua ca đại tôn chùm mùi nâng hướng sất trây rư có ẩm bước hăng xa bại lư chân đơ từ lửa sất trây cả đời bạn ta kì dốt rương ẩm bước hăng xa bại lư chân đơ từ lửa sất trây nâng dù mà bẹp bọn chùm mùi nâng bánh hàng dụ bay hay thua ở dương mình là rõm thay dương mình cua thua ca nâng tí đấy phụ anh mình cua thân đó thể đặc biệt mình cà rốt nơi được gọi mày bao dương hai môi tiết nơi pe đại dương đặc nòm pe hai dương hot ở miền pe sầm rạ sao thổi dương chư thổi cua xa nó quạt mưa khơi thè đôi chỉ chư chởn đong chởn pe hai ở miền pe tơ sầm rạ được gọi mày ấy nó còn chỉ ở bờ xã môi xây tiệt bị nông khôn bao dương từ bên đài mà đong sang tài trăng phò bá hiền nắc khơi thè trăng chộm tị hay bản thôi tới tiệt đài tay à cầm nứt nó với chôn mọ ban tầm mọ plet thì tay nhom dương ở thâm một chùm nè phía ba nó cứ được xa tay mà nước nó chung bên khôn bao dương hay còn đôi chỉ dương khôn anh phong đài nhom tay từ xuống luôn anh bên tha hai đấy bàn dương đài nó lướt lên nó anh tay nó khéo bị dương đài máu nó cứ dương thở mưa thì đài tha mà nó cho bên luôn dương nó cột cồn rồi bị mất ai nè cái khác cái thưa ấy và thiên sát ban được bọc nhom bị muốn máu quạt thưa ca nó không sát ban đang juda hay hay quạt ở cọ ban cột cồn sát ban đang juda quạt quạt chụp bờ tay tại đâu mà bánh hàng chỉ trán quạt chiều chiều sợi trai đài nó bây đặt nhom chụp bờ tay bánh hàng mà đâu mà nó nhom tay từ xuống luôn anh có hết xuống ra bây đặt quạt chụp bờ tay bánh hàng của bà anh chắc ta quạt đắt rẻ là bị mất nhưng mà ban xuống quạt để bàn tay anh đang chỉ ấy để vi chân nên không cầm được bọc nhom máu khác đấy bàn quạt ai to su bán hay ai bán thưa bàn chắc nhom hay ai bán thưa bàn thẩm bàn năng tờ chân dương còn thưa ca to su tờ bàn tay trong còn là trong chụp hiệp tha chia sẻ trái á tập bây dương thưa ca được nó mắt tay để chụp bàn tay nó hưởng chỉ cho ra ơn đây là vì khó bị vậy đã bỏ chụp bàn tay chỉ tu tới sẻ trái á tay để thưa ca nghĩa cái hai tha miên à rắm đại kết chụp qua mình được cướp nên nó sát bàn bản thân bạc chém xua tờ vinh tha này được nó chỉ bỏ hóa quạt đăng tha nó không sát bàn bạc quạt miên mình được phẩm bàn năng nè năng á mình nè năng miên cô nữ miên ấy nữ và ngày năng sờ bài chất ọt bạc chất ọt hưởng ấy nữa cứ hai chị ọt sờ bàn bắt đầu នៅការកិត្តិយសហ្នឹងឯងប៉ុន្តែស្ត្រីដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំគាត់គិតទាំងអស់តាំងពីគេហៅថាលទ្ធផលរបស់ស្ថាប័នក៏ដូចជាលទ្ធផលរបស់បុគ្គលហើយនិងអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាដែរអញ្ចឹងតែទៅធ្វើឲ្យការដឹកនាំរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័ននីមួយៗនោះវាហៀងពិបាកពួកគាត់ធ្វើការងារគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា ការទៅមកបានហ្នឹងយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងមកវិញថាខ្ញុំមកបានបង្កើតនៅបណ្ដាញដើម្បីជួយខ្លួនឯងហើយនៅពេលដែលនិយាយពីបណ្ដាញក្នុងការជួយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺទីមួយបើសិនជាឈឺបានអ្នកណាគេជួយហើយធ្វើការបន្តចាទី2បើសិនជាមានផលវិបាកពិបាកអីភ្លាមកើតឡើងភ្លាមៗតែយើងទៅរកអ្នកគេឲ្យជួយបានទី3គឺនៅពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ស្រួលមែនតើបើកឡានតាមផ្លូវទៅឬក៏ជិះម៉ូតូតាមផ្លូវទៅវាខូចកន្លែងណាមួយអ្នកណាគេដែលយើងអាចហ
chủ mối nông phiệp trên đất nước mà bọc luôn ai rồi có tệ tông chủ mối nâng hưởng chủ nuôi rồi có ai xem xét dương miết bản đàn đại kê hai phía xã lấy ta feminist tinh thẳng phía xã khai bao dương cứ bạc nông cả bọc rai bản tay miền này tha cứ cầm bản đàn để thuê cái tệ tông chủ mối nâng xăm phiệp trên đời chỉ stray hay quạt đất nước hay miền cùng đất chỗ bao sửa điện dương chẳng miền kia phải hai chữ đọc nè ấy nâng bay dương miền phải bị bạc dương ai tero qua đọc ai chui dương ấy miền này dương mền cùi nước lặng này ai nhỉ chẳng biết thuê ấy dương nước ai vô chủ nè tệ tông chủ mối nâng phải bị bạc bao dương tự bàn đài chả hay bay đại dương thuê càng nghĩa viêm mền dương chơi tại chụp chơi là hốt khổp bên về lý ấy còn miền bay khai dương ở tại tụ bàn chụp chơi đài tại cả ở tại tụ bàn chụp chơi bao dương nó cứ sợ tại chơi mê riêng đúng không nhưng lực của tia hoa môi tha dương ban bằng cao crom đảm bay đại cùng ruộng sna lôi bao mền ha sập mền tơ mền liền đà lạt anh chẳng tới sự nghiệp thuê càng nghĩa rồi bao dương giả pe bay năm từ trăm năm tại đó pe chụp nái pe bắt yo pi tắt chụp khnề chụp mũi crom càng nghĩa phong nè khát thuê sao tắt phong dương yo bật lục phong sau đó pe đã đại cùng ruộng nâng tới trong cái ắt chụp chẳng biết chỉ phải mui đại thuê dương nâng ở ban chụp chơi sao nó pe đại dương thuê càng nghĩa nữa có mình là rắm tha hiện ăn chất đại vận tay su tha bạn tắt chất chụp thuê ắt chụp đại cùng ruộng tiệt ắt ắt tí rồi xa tay ở vậy đại dương ban đại tới vì mình chụp và đang vị chỉ mê riêng rồi bao dương hay dương vô mê riêng rồi bao nâng vô vì mà phải đầu làng vinh hay mưa làng vinh thay dương cụt thuê là bị mệt miên riêng mình chụp chơi xem trên đại ủ tiệt họ đôi dương thuê ca to xuống mà tay hay dương trong hay ăn ca mình chụp luôn đại quạt thuê ca chụp mũi
kia nưng ឧទាហរណ៍អង្គការដែលគាត់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏តាក់ទងជាមួយសមភាព gender ជាមួយគ្នាជាមួយយើងនឹងគាត់យល់តាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើតែគាត់អត់ចូលរួមជាមួយយើងតែក្រោយមកនៅពេលដែលខ្ញុំរកឃើញថាប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យអ្នកគេម្នាក់ទទួលស្គាល់នៅការងាររបស់យើងឬក៏ចូលរួមជាមួយយើងការនិយាយគ្នាគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងមិនអាចទៅដល់សុំគេមកផ្លែតឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងការកសាងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកគាត់គឺវាចាំបាច់អញ្ចឹងការដើរទៅជួបពួកគាត់ការចូលរួមជាមួយយុទ្ធនាការរបស់ពួកគាត់ឬក៏អីផ្សេងៗជាមួយគ្នានឹងទើបអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ការធ្វើការងារជាសាមគ្គីភាពជាមួយអ្នកដទៃទៀតចា៎ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលអ្នកស្រីរៀបរាប់ខាងលើនឹងមានដែរធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹងបាក់ទឹកចិត្តចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើនេះដែរឬទេហើយតើអ្នកស្រីត្រូវធ្វើដោយម្តេចខ្លះដើម្បីធ្វើការជំនះទៅលើឧបសគ្គទាំងនោះចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺដូចមនុស្សជាទូទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលជួបបញ្ហាលំបាកឬក៏អាភិបរាជ័យហ្នឹងតែតែមានអារម្មណ៍ថាឈប់ហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាចង់ឈប់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាឈប់រហូតទេតែឈប់មួយផ្លែតហើយទៅធ្វើអីតទៀតដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានកម្លាំងអាចធ្វើបន្តទៅមុខទៀតបានណាវាមានកត្តាជាច្រើនសម្រាប់ជំរុញឲ្យខ្ញុំចេះតែទៅបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងជួនកាលខ្ញុំបានមើលឃើញអ្នកតូនជាមួយនឹងភាពជោគជ័យរបស់យើងនៅកន្លែងធ្វើការងារខ្ញុំនៅចាំពាក្យមួយដែលបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានពិការភាពហើយមិនធ្វើប៉ុណ្ណឹងទេគាត់អត់ចេះអសរទៀតហើយមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារច្រើនទៀតហើយជាជនជាតិអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងបើមើលអ្នកតូនជាមួយនឹងរឿងភាពប្រសពរបស់គាត់ច្រើនណាស់ស្ត្រីផងអត់ចេះអសរផងមានពិការភាពផងហើយជាជនជាតិអ៊ីស្លាមហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៀតហើយមានកូនច្រើនទៀតខ្លះទៅជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមួយថ្ងៃរកបានតែ2000រៀលរហូតដល់មួយថ្ងៃគាត់រកបាន150,000យើងចំណាយពេលមួយគាត់3ឆ្នាំដើម្បីបង្រៀនគាត់តាក់ទងជាមួយនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលជួបគាត់ណាខ្ញុំសួរព័ត៌មានគាត់ជាច្រើនហើយគាត់និយាយថា Get C ឬក៏ខ្ញុំហ្នឹងមិនបានផ្លាស់ប្ដូរគាត់តែមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជំនាន់របស់គាត់នៅខាងក្រោយៗទៀតពីព្រោះកូនស្រីរបស់គាត់តាំងប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបានចូលរៀនទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយថាអីប៉ុន្តែរឿងយឺតដែរណា3ឆ្នាំហើយបាត់បងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានប៉ុណ្ណឹងគាត់និយាយថាវាអត់យឺតទេវាលឿនជាងអត់មានប្ដូរអីសោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយថាវាលឿនជាងអត់បានប្ដូរអីសោះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងចិត្តហ្មងសម្រាប់ទៅមុខឲ្យតែនឹកឃើញពាក្យនឹងម្ដងអត់ទេត្រូវតែធ្វើទៀតព្រោះនៅមានមនុស្សច្រើនទៀតសម្រាប់ដែលយើងជួយបានណាបដោតទៅលើការលំបាកឬបរាជ័យវិញសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីបានដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬបរាជ័យនោះដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងនាមជាស្ត្រីមួយរូបដែលធ្វើការងារជំរុញផ្នែក gender នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចា៎តតងជាមួយនឹងភាពលំបាកឬក៏បរាជ័យសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំបានដកស្រង់តតងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំជួបផ្ទាល់ហើយឆ្លងបញ្ចាំងទៅលើភាពដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមថានៅពេលដែលខ្ញុំដាក់គម្រោងទៅហើយវាធ្លាក់តែខ្ញុំឈប់តាមប៉ុណ្ណឹងអត់ទេខ្ញុំនៅតែបន្តទៅមុខនៅពេលដែលខ្ញុំហៅគេឬក៏គៀងគោសម្លេងដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការរួមគ្នាឬក៏ធ្វើញាត់រួមគ្នាគេអត់ចូលរួមជាមួយយើងយើងគិតថាវាបរាជ័យអត់ទៅមុខទៀតខ្ញុំឈប់តាមប៉ុណ្ណឹងអត់ទេខ្ញុំនៅតែបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែយកការលំបាកឬក៏តតងជាមួយនឹងផលវិបាកទាំងអស់នោះយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយើងដើរទៅមុខទៀតបានដូចគ្នាអីដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំមកជាទូទៅមនុស្សស្រីនៅពេលដែលគាត់កាន់តួនាទីធំគាត់តែងតែនិយាយថាឧបសគ្គធំរបស់គាត់គឺគ្រួសារអ្នកខ្លះទៀតគាត់និយាយថាឧបសគ្គធំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដោយសារតែបញ្ហាថវិកាឬក៏មិនអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាឧបសគ្គធំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺតើតោងមួយបញ្ហាថវិកាហ្នឹងឯងនៅក្នុងស្ថាប័នមួយអាចដើរទៅមុខបានលុះត្រាតែយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការងារអញ្ចឹងដូចជាថ្មីៗនេះដែលប្រទេសស្វីសគាត់និយាយថាគាត់នឹងដកថវិកាចេញពីស្រុកខ្មែរទៅនឹងអង្គការរបស់ខ្ញុំនឹងក៏ប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលធ្វើការងារហើយអត់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក៏ពិបាកដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្លងមិនចាំងទៅវិញថាចុះទម្រាំរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងតើថវិការបស់គាត់គ្រឿងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅក្នុងការធ្វើការងារដែលតទៅជាមួយសមភាព gender នឹងបញ្ហាលំបាកមួយទៀតគឺមនុស្សនៅពេលដែលយើងចង់ភ្ជាប់ឲ្យតទៅជាមួយនឹងអំពើហិង្សាណាមួយហើយយើងធ្វើផ្អែកតទៅជាមួយនឹងខាងលើមានឋានៈជាតិឬក៏មិនអីអញ្ចឹងនឹងមានអ្នកមួយចំនួនគាត់តែងតែយកវាទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងតែគណៈបដិយោបាយធ្វើឲ្យយើងនឹងមានផលវិបាកនៅក្នុងការធ្វើការងារដូចគ្នាអ្នកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីតើអ្នកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញឲ្យអ្នកស្រីនឹងនៅតែបន្តឈរនៅលើការងារបម្រើសង្គមមួយនេះដោយមិនបោះបង់ចោលនោះចា៎ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខ្ញុំមាននិមិត្តរូបច្រើនដែលធ្វើការរកទៅជាមួយសមភាព gender ហ្នឹងតែងតែជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំជានិច្ចឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដោយលោកសេរីរស់សុភាពដែលគាត់ជានាយិការបស់អង្គការ Gender and Affairs កម្ពុជាកាលពីអាណត្តិមុនក៏ដូចជាស្ត្រីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលគាត់ប្រកែសូម្បីតែអ្នកធ្វើការនៅខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតហើយនិងស្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ធ្វើការខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសមភាព gender នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំជំរុញចិត្តខ្ញុំតែម្ដងថាមិនមែន
miên tại dương mà nè đại chụp phao bị bạ đại sinh thì cái chụp phao bị bạ đã bàn tay bộ dương từng ngọc nến đang phơ cang nghe đầm bay ở phao bị bạ đang bị sral hai thơ mấy tập ai ở nè chuẩn đoán cao chìm xe sợi để đặc nom chuẩn đoán cao nó cũng ở miên phao bị bạ đội dương chắc là nắng với tay tay chụp nổi đặc chất bọc chấm nó ở chấm từ một hồn hai chấm tay từ miên crom đại ai chui khi nè tập anh từ máu bàn miên này thay nó bây đại dương miên phao bị bạ dương ăn đường quỳ mà nè anh cái nong te và bạ chất cái nong tháp ban mà nè anh bạ chất te dương miên crom cang nghe đại lò lò không ca thì chơi thằng chạy ủm lè mình thầm tập bị bắn đắng nghe dương miên crom lại kháng cai nắng miên sợi để thưa ca nên không tuân tiếp này chỉ để đặt ngọn đôi khía nó chăm chui lực tật chất chăm chui bắt đầu dựng bò lo khía hai chăm sắp khía đây ăn mình bổ rễ vì để chay từ lơ ở vấy để dương chạy môn năng tê lơ bị năng tê tiếp cho mình đại cù lo mình tèn quạt cứ chỉ bỏ rõ bắt tay quạt chỉ bỏ rõ bài feminist mình đây thà cứ quạt chỉ mà nước đại chưa từ lơ hưởng xong hiệp gender năng dạng lo hay mình thầm tay quạt còn tay chỉ thì cứ quạt ăn được quạt vì nên không chịu hiệp chăm ngay bao dương thành tiền chân cả ta thằng ở năng ngay đại chùm rồi như hai thưa khi ông năng lơ tay bắt to ca nghe được bao nhiêu năng bàn lo tụ bây chỉ mình pho bị bạn được cầm mà dây đại thưa dương năng bằng ạ một plat hay dương sầm rá hay dương bắt to thu một tiền mùi kia nơi không bật tay cam bị chia sau một hiệp gender nắng nơi miền cầm đợt ở lào hay nè sau đây cứ chia sợi dây mùi rút đại thưa ca nghe gender đi đại chỉ ca nghe mỗi nơi không sùng cung không ai dưới nơi miền ôn bá sạc riêng chỉ tràn có bàn tay sầm rạp nè sau đây nơi tai chùm nè to su bầm ra ca nghe mùi ní rồi hốt khai chỉ nè đặc no mùi rút thèm tiệt ฉลองตามบอลปีศาจนี่เนี่ยสไลมีนหยกบ่อหรือก็เปียบดำพญาไว้คลาดอยู่วัดเต้หรือก็สตรายื่นในเปย์ได้จับยอดจีบหรือก็กางเงียบไว้มุ้ยตะบานเกลืออ่างนุจ่าบอลปีศาจบอลขยมขยมมือขึ้นแทะเอาไว้กัดดอยวิวปะบ่าวิวอเมนไอสรูลเต้จังสมัยอยู่วัดเต้หรือก็สตรายในเปย์ได้กวาดจับยอดจีบหรือก็กางเงียบไอมุ้ยตะบานเกลืออ่างนั่งเหม็นโดยซาตะกวาดมาในไอ้กูเถื่อเถื่อมาเจ้ปั้นใต้ปะปวนนึกน้องกระไหลนึกกูแต่เถื่อเถื่อไม่ดำใบดอสไลน์ดอปัญหาลำบากต่างอ้อนั่งสมัยยืนมันแมงกรุบรูปสตาสตรีให้เราอยู่บนไต่ต่างอ้อสตาอาจุ่มเนี่ยแต่ต้องจมวยนึกเพียบลำบากได้กระไหลทุกการเงี้ยดอยครูนัยมันในไอ้เนี่ยปนได้ประป้อนได้กระไหลทุกการเงี้ยมวยนึกกูสู้ครูนัยวินท้ากูทัวไม่ต่อไปเอาสตรีนึงอยู่บนไต่นึกอาจูรวมทุกการเงี้ยได้กระไหลนึกไอ้บ้านเป็นไต่เป็นเจิงนะให้มันตระบานเกลืออ่างนะจังประป้อนนึกน้องปฏิกรรมเชียบยืนนึกกูแต่ปนัดมือครูนัยนางวิ่งถ้าครูนัยนึกมีนจะบับละอ้อนึกมีนกูอยู่ใบละอ้อนึกดอกใบลึกกับปูได้ต้องมาซ้ำเพียบเจนเดอร์บ่มีนกูอยู่บ้านจะบับละอ้อให้มีนมาด่าวีสเมียบกาทัวบ้านเจ๊สไดนึกอุติฮอดด้วยนึกไกลทัวการจังสตรีมาจมล้วนรองครูได้ต้องจมวยนักการเบียนเพลเพ็ดนึกไกลทัวการเงียจ้าจังประป้อนนึกไกลทัวการเงียบยืนนึกมีนบ้านใหญ่ปีจะบับสไดปีกาหลบบัตรหรือก็ใช้ตอบตัวไว้เนี่ยต้องจมวยนักการหลบเบียนเพลเพ็ดนึกไกลทัวการเงียอ่ะให้มือเตี้ยสตรีใหญ่แท้เจ้าให้กวาดต่อสู้ทัวร์จะทัวร์จะหรือก็ไม่เอฟซีนำใบกวาดคลาจินเนตดังนอมบ้านหรือก็แต่ดังนอมของปูนึกไกลนังบ้านจังเตอร์ปั้นไตบาสันเจียขนมแล้วอันเป็นดักโกตาพ้องนึงให้แต่ต้องจมูกนังกาเมื่อคืนนึกดักเกตทับบัวร้อนหล่อเชียงหล่อหุ่นจังบัวร้อนเถ้าบ้านเกตเลือกดำกลางหล่อหุ่นเตอร์ทัวร์แต่ต้องจมูกนังกาเงี้ยจังบัวป้อนนึกไกลบ่อยยืนนังบ้านทัวร์สตรีนังเถ้าบ้านเกตตัวสกอตแล้วต้องสมัยสมัติเพียบเตสำหรับประเทศกัมพูชีออกการสตรีนึงกบมาไรตั้งปีถนัดมูลฐานโดยจีกาโจเรียนหรือกบกาทเวกางเหวี่ยงมวยไต่แต่เมียนอุปสรรคจิตร้ายหมกเรียเรียงทเวเอากบมาไรหรือกบสตรีมวยจำนวนนึงบานบอบบองเจ้ากระไดสมัยระบกอดฉลองตามบทประสาทกางเหวี่ยงสตรีสำหรับกัมพูชีเนี่ยทั้งไงนี่คือยำจังเอาเนี่ยสตรีใจลมเล็กไม่เรียนคลาขนมจีวรระบกเนี่ยสตรีได้เนี่ยสตรีกระทาจีกระเตะบันดัดอาจช่วยจีกำนัดดอลกาอาภิวัตคลุ้นระบกสตรีนึงเอาการแต่ประสาล้างใบชูตะโรพิบจะแนดักนอมนุชานั่นไปได้ยังทุกการงี้นั่นครองสังคมกระดอยหรือก็แต่ต้องช่วยพิบจะแนดักนอมกระดอยเอาไว้ได้ยังทุกการงี้ไปได้ยังปะบ้ายังยังเหมือนเหมือนมีนทำเหมือนไอ้เต้พี่ยังบอกการนั่นบันไดในจุ่มวิ่งครูนไอ้จังจับดามสู้ครูนไอ้วิ่งสมัครสตรีต่างอ้อในจุ่มวิ่งครูนอ้อบางยังเนี่ยยังสู้ครูนไอ้วิ่งแต่ดองมันท่าหรือนึงแต่ต่างอ้อเนี่ยกับปงแต่การตู้ในตีไอ้เย่หรือก็แต่ต่างอ้อเนี่ยกับปงแต่เรียนเนี่ยแต่ต่างอ้อเนี่ยสู้ครูนไอ้วิ่งท่านั่นไปได้ยังมีพิบหลงบ้านนามวยการล้างอ่ะแต่ยังตัวโรคในหน้าดำใบไอ้ช่วยยังไอ้บังการปรับป้อนน้องการช่วยยังบานได้หรือเตะอุติฮอแท้ขยมอ่ะทั้งไงนั่งอ่ะพอบาดชัดคลั่งมันแตนมองแต่ต้องจมูกนั่งหืมนึกไหลเฟื่องกางเงี้ยนั่งมีมันเดิมมันเนี้ยนั่งก็อักรบขยมซะปัจจัยขยมก็อัดไอ้แต่เราเรื่องกวาดบานได้จังยังเตยเฟื่องมาแต่หอนในนั้นก็ไอ้ช่วยไงนั่งแสบแต่ถือเฟื่องกางเงี้ยแต่กูนี่จับดามชื่อปรับแหลกครูนชื่อมองแต่ขยมแต่ถือการเงี้ยสำคัญประตอนกลางมันแตนในนาเกนในขนมเตี้ยหรือก็ในนาเกนในขนมบันไดอย่าบอกยืนนั่งไอ้ช่วยอยู่นั่งบานจังอาการของการบันไดต่างอ่ะนั่งคือสุดแต่ไอ้ช่วยจุ่มในหอยยืนนั่งและบ้องและเพียบประบาสมัยคนไอ้จังไปได้ยืนมีนเพียบหลงบ้าเหมือนมีนให้ยืนมีนแต่มันในไอ้เนี่ยพี่จะยังประกาศบันไดจังเต้ไปได้ยืนประกาศแก่หายท่าพิศาลเลยได้เกี่ยวจุดประพิธา supporting system นะประป้อนในจุ่มนุ่ยหรือบ่อยยืนนั่งบานครุกร้อนนั่งยืนไอ้ต่อสู้หลงบ้าจุ่มในนึกเพียบหลงบ้าไอ้เซ็งเซ็งจะได้ไปได้มีนเพียบประบาเยอะจะได้ดังน้อมยังไงถึงกระทะกลมปรับเก
អាភិថាអត់ប្រាប់គេហ្នឹងគឺមកពីផ្នត់គំនិតពីដើមមកតែម្ដងហើយផ្នត់គំនិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតឡើងចេញមកពីការដឹកនាំរបស់បុរសហ្នឹងឯងពេលដែលខ្លួនឯងមានផលវិបាកឬក៏មិនអីទៅប្រាប់គេទៅគេគិតថាយើងអន់អត់ទេក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនថាស្ត្រីឬក៏បុរសហើយតែជាពិសេសគឺស្ត្រីហ្នឹងនៅពេលដែលខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំហើយយើងគួរតែប្រើប្រាស់ការដឹកនាំរបស់យើងនៅឯទៅតាមគេហៅថាអត្តចរិតនៅពេលវេលា
ឯងដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងបានទេចាប់ហើយបានទីយើងគួរតែមានបណ្ដាញនឹងការជួយគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនៅពេលដែលយើងរកបណ្ដាញនឹងគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកទាំងអស់ដែលយើងជឿទុកចិត្តហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលអត់មានបរិយាវិនិច្ឆ័យទៅលើយើងនឹងឯងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមហើយអាចដឹកនាំបានយ៉ាងល្អទៀតចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីអេងចាន់ឌីដែលជានាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាដែលបានចំណាយពេលចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចាសសូមជម្រាបលា